Ông anh ông cho mấy ly trà sữa thử món mới của quán đời 1995. Định là làm edit ảnh giật mà sợ mọi người chửi quá nên thôi. 5 ly 5 loại khác nhau mới ra luôn. Bây giờ mình sẽ điểm sơ qua cho mọi người nha. Đầu tiên là trà hạt sen kem phô mai. Trà sen thơm nha, mùi trà dạng giống như trà bút câu á, vị nó thanh thanh hơn ô long đào. Lớp kem béo bên trên béo thơm nhưng mà không có ngọt. Tiếp theo là trà trái cây nha đam, vị nó chua chua ngọt ngọt, có đào nè, trái vải và thạch nha đam. Còn hai món cuối đó là trà nhãn hạt chia và trà sữa chôm chôm. Nếu mình thích heo thì hơn thì mình có thể lựa cái món gói hạt chia này nè, nhưng mà tôi thì lại bị thích cái món trà sữa chôm chôm á mọi người. Trà đậm ngon, béo vừa nha, chôm chôm không có bị chua, dai dai nhai rất là đã. Tiệm này nằm ngay góc ngã tư của đường Hùng Vương và Lê Đại Hành, đối diện với trái cây dĩa Xuân Diệu, kế bên tiệm mắt kính.